Chào các bạn, hôm nay ta xét cái bài toán hình học không gian. Như sau, cho cái từ diện A, B, C, C. M thuộc cạnh BC, N là trung điểm của C, P thuộc cạnh AB. Ở đây ta sẽ có này. M, C trên MB B. Bằng 2. PB B trên PA, A. Còn trên PB. B. B bằng 1 phần 2. Bây giờ xác định giao điểm K của mặt phẳng MNP với AG và tìm tỷ số KG trên K. Thì bài toán này chúng ta giải như thế nào? Thế để tìm giáo tuyển, giáo điểm với AG thì ta chuyển về tìm giáo tuyển của mặt phẳng MNP này với mặt phẳng abz này. Thì đầu tiên là ta sẽ có một điểm chung là P và xây dựng một điểm chung nữa thì trong mặt phẳng bcc kéo dài kéo dài MN cắt này MN cắt cắt ABJ tại một điểm G nào đó? đấy cắt tại một điểm Z đây là là điểm chung thứ hai p là điểm chung thứ hai thứ nhất của mặt phẳng mnp mặt phẳng sabc a, bây giờ đổi lại các bạn Nó cắt cái cây này đây là K thì K là điểm chung K là giao điểm của a d mặt phẳng mnp này lúc này bốn cái điểm này đồng phẳng mô hình này bốn điểm này đồng phẳng đó. M, N, K, P đồng phẳng nên ta sẽ có này. Bây giờ này, P, A. Theo định lý Melalivit, Melich thì ta sẽ có này. P, Chia cho P, B. Nhấn cho mb B. Trên M, C. Nhấn cho nơ xế trên nơ xế nhân cho k dế trên k là bằng 1 các bạn nha đây bằng 1 PA trên PB PA trên PB là 1 phần 2 tỷ số này là 1 phần 2 ok MB trên MC là 1 phần 2 1 phần 2 nơ xe trên nơi dế là một, nhân cho cá dế trên cá bằng 1 đó là một phần 4 và nhân lên đây thì sẽ là tỷ số này cá dế trên cá là bằng 4 các bạn nhé Bài toán này mà đưa về hình học phẳng thì hơi khó một chút. Còn sử dụng định lý Melalewicz, trong không gian thì cho kết quả là nhanh gọn. Cái khó, cái chốt đó là phải xác định điểm phụ, cái đường thẳng phụ để để chúng ta tìm cái giao tuyển cá này là chuyển hóa vấn đề. Đấy. Thứ hai là để tìm cái định số cá dễ đến cá này thì sử dụng Melalewicz trong không gian. Các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào các bạn.